cho. Bây giờ chúng con ôn lại mấy cái lời mà chào Đức Tổng, Đức Cha của buổi sáng ấy. Chúng em tập xong rồi quên mất, đến lúc Đức Cha chào mình chẳng chào, mình không có chào lại Đức Tổng à? Đó. Bây giờ mình cho các em ôn lại những cái lời chào. Tê nhùa hầu chứ kia, dầu kia kia, chích ly. À vì Đức Tổng nho dông ấy thì mình chào tập lại đi. Tại vì thật chúng ta hãy nhớ xong lần này chỉ có hãy nữa. Đây ạ, nó khá thả hả? 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 Thế sao mà thật được chúng ta hãy tập được chúng ta cần được cô trọng đấy nè. Đây ạ, nó biết nó hỏi chúng ta nè. Hả? Biết nhiều sẽ là biết nhiều sẽ là chúng ta tính chúng ta điều ta thế tính tiếp đi à biết nhiều sẽ là tính là chữ kha điều kha thế tiếp đi nói cho đâu à biết nhiều sẽ là tính chữ kha điều kha thế tiếp đi à nào